Làn gió xuân đã tràn ngập khắp đất Trung Hoa và tạo nên vô vàn cảnh đẹp ngoạn mục như một bức tranh, làm say đắm lòng người. Ở độ cao hơn 3.000 m quanh một ngôi làng ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, những bông hoa mai đỏ và hồng nhạt khoe sắc cùng dòng sông màu sapphire uốn quanh tạo nên một thiên đường nơi trần thế. Ở huyện Ninh Lăng thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, khoảng 14.667 ha hoa lê đang nở rộ. Các nhà vườn nơi đây cũng đang trong giai đoạn bận rộn tiến hành thụ phấn, tỉa hoa, mong một vụ mùa bội thu. Còn tại một ngôi làng ở huyện Ngũ Liên thuộc tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc, sắc xuân cũng đã ngập tràn với những rừng hoa anh đào tuyệt đẹp, phủ kín các ngọn đồi và thung lũng, hòa cùng với làn gió tràn đầy của mùa xuân yên bình. Cánh đồng khoảng 200 ha bao phủ hoa đậu dại ở Giang Tây, phía đông Trung Quốc, thu hút những con cừu ghé thăm thưởng thức bữa tiệc cỏ. Đây cũng là nơi hấp dẫn các du khách bởi khung cảnh nhẹ nhàng, dễ chịu. Tại huyện Tinh Đức thuộc tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc, ở độ cao hơn 500 m, những thửa ruộng bậc thang được sắp xếp một cách bắt mắt cũng đang chào đón mùa xuân. Điểm xuyến trên đó là những cụm hoa cải dầu làm tăng thêm sức sống mãnh liệt của mùa khởi đầu năm mới. Cũng như bao quốc gia khác, mùa xuân tại Trung Quốc là mùa của vạn vật sinh sôi và trăm hoa đua nở. Không chỉ ngắm hoa, những ngôi nhà quê chìm trong khung cảnh tự nhiên hữu tình cũng rất được lòng các khách du lịch và các nhiếp ảnh gia.